Dạ vâng, kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình giây phút này, Trọng Hải xin trân trọng kính mời anh Michael Hòa bước lên sân khấu. Xin cảm ơn ca sĩ Trọng Hải. Kính thưa quý vị, trong Tân Sửu 2021 và trong dịp này thì đài truyền hình ABTV 21.12 cũng kỷ niệm 7 năm thành lập đài. Và bây giờ chúng tôi mời hai ca sĩ đại diện cho chương trình ABTV 21.12 cùng cầm bánh sinh nhật lên và nhạc phẩm Happy Birthday Apple, Happy Birthday Apple TV. Quý vị, và chúng ta có thể vỗ tay và cổ vũ cùng với lại ban giám đốc của đài truyền hình ABTV 21.12, nhạc sĩ Hoàng Văn, CEO ABTV, cũng như là Apple Dentist Dr. Nancy Mai. Mời tất cả quý anh chị trong ca sĩ đứng lên đây cùng đồng ca nhạc phẩm Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ABTV 21.12. Và với lại tất cả tình thương yêu của tất cả khán thính giả quý đồng hương ở tại nơi đây cũng như qua màn ảnh của đài truyền hình, chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị trong 7 năm qua và còn nhiều nhiều năm nữa. ABTV 21.12. Sau đây chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đếm nha, để chúng ta cùng nhau cắt bánh sinh nhật lần thứ 7. Dạ vâng. 1 2 3. Và xin kính chúc cho tất cả ban giám đốc, ban biên tập viên cũng là nhân viên của đài Apple TV thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều nghị lực để cống hiến tới tất cả quý vị đồng hương của chúng ta thật nhiều chương trình hấp dẫn và hay hơn trong năm 21. Dạ vâng.